Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đây có ân sủng người. Đâu có tình bạn ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa cha ngôn vui. Thánh ca là một trong những cái liệu pháp chữa lành đó. Thôi biết có, thôi thấy có rất là nhiều comment đồng bọn nói là: chị ơi, em không phải là trong đạo Công giáo, nhưng mà em nghe thánh ca, em thích nghe thánh ca lắm, em nghe thánh ca em thích lắm. Đây là một ví dụ đang ngồi đây đó, Bảo Trân á. Bảo Trân à, tại vì hôm bữa đi học với Nhi cha có nói là thánh ca là gì. Thánh ca là những cái bài hát là mình khi mà mình nghe hoặc là mình hát là mình sẽ được cầu nguyện 3 lần so với người đọc kinh cầu nguyện. Và những cái bài thánh ca được xét chọn rất kỹ mới được duyệt, đó là thánh ca, chứ không phải là cứ viết đại là ra thánh ca. Cái bài này ý nghĩa vậy, tự nhiên khoái cái lời bài này ghê ha. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lòng không ngơi đó. Bây giờ trên đường mình đi tới chỗ Sơ Vân. Sơ Vân là trẻ em mồ côi Tà Bao. Tà Bao, đúng rồi. Hôm bữa có một người recommend cho Thơ đúng không? Đúng rồi. Sơ Vân ở Tà Bao thì may mắn là xưa giờ Sơ vẫn xài một số điện thoại, nhưng mà bây giờ Sơ dời về Củ Chi để Sơ chăm cũng như là Sơ dạy các Sơ để đang học tu để trở thành Sơ, cũng như là chăm các em ở đó. Và ngày 13 này Sơ sẽ đồng hành với mình đi lên Đức Mẹ Tà Bao để đọc kinh trên Đức Mẹ Tà Bao. Thơ có livestream ngày đó không? Chắc có. Thì Thơ sẽ livestream ngày 13 trên Đức Mẹ Tà Bao chung với lại Sơ Vân. Và Sơ Vân sẽ dẫn Sơ đến thăm cái ngôi nhà, tại vì cái ngôi nhà trên đó thì hiện tại có hai Sơ đang ở đó để trông nhà, tại vì cái ngôi nhà bị xuống cấp quá nhiều rồi nên không thể nào mà ở được nữa, nên là các Sơ mới dời về ngay Củ Chi. Tà Bao gì? Đúng rồi, các Sơ mới dời về Củ Chi để các Sơ ở, cũng giống như là cho toàn bộ các con ở trên đó về lại Củ Chi. Thì là ở đây là mình sắp sửa tới đúng không? Đúng rồi, từ cái chỗ của Sơ với lại cái máy ấm mà hồi nãy mình ghé đó cách nhau 25 phút lái xe tầm khoảng cỡ bao nhiêu cây chút? Tầm khoảng cỡ 27 cây. No, 17 hay 27 chút? 17 cây. Từ chỗ đó tới đây hả? Dạ. 17 cây. 17 cây. Tầm 17 cây đó. Thì cũng may mắn là gần. Ờ, cũng ngon vậy ha. Và ngày hôm qua em có gửi cho Sơ chuẩn bị quà giúp em. Tại vì Sơ biết là chỗ Sơ cần cái gì và Sơ muốn mua cái gì, nên là em nhờ Sơ mua. Thì bên chỗ Sơ thì Sơ mua sữa tắm, dầu gội, tất cả mọi thứ. Thì em nói là em không biết là Sơ cần cái số lượng bao nhiêu, nên thôi bây giờ em gửi cho Sơ 500 đô. Em gửi cho Sơ 500 đô để Sơ cần cái gì Sơ tự cân bằng số lượng để Sơ mua. Thì chút nữa xuống dưới chỗ Sơ thì mình sẽ coi là Sơ mua cái gì. Còn ở bên Sơ Lan này là chỉ cần sữa thôi. Sơ Lan nó là ở đây các con uống sữa rất nhiều luôn, nên là ai cho gì thì Sơ cứ cho Sơ sữa đi, cho Sơ sữa đi. Ờ, vậy cũng cướp, tại vì chỉ có Sơ mới biết là chỗ Sơ cần thứ gì thôi. Với lại Sơ cũng tự cân bằng được cái gì mà cần thiết nhiều, cần thiết ít thì để Sơ mua. Tại vì mình mua sợ nhiều khi không có đúng ý Sơ, không xài thì là phí, nên là cứ để cho Sơ tự đi mua. Mình chuyển tiền thôi cho Sơ dạ. Thôi đúng không? Ok. Cảm ơn Rít. chú ơi. Chú thích nghe thánh ca. Con có con bé kia kìa chú. Bé trời ơi, hát thánh ca bật cho chú nghe thử. Chú coi nhận xét. Bé là chỗ hát thánh ca ghê đó. Hát dữ ghê là sao? Hay chứ. Sao? Không biết nữa chú nghe thử hát ghê lắm. Hay ghê đúng không? Là hay ghê. Hát xong bị đặt post Facebook đồ nữa chú. Post YouTube nữa chú nghe thử. Con ơi, con biết rằng. Ok, cái giọng này nghe thấy. Cái giọng này nghe thấy khoái rồi. Khoái à. Chú biết bé này không? Không.
bé đang ngồi sau lưng chú á. Quỷ. Không thiệt mà, cất cất cái giọng lên là biết đi ăn hay hay dở rồi. Nhưng mà hơi điệu nha chú. Điệu điệu mới là phụ nữ. Điệu. Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn ngài. Con không ngờ không biết. Giọng này là điêu luyện lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Thực ra bé cũng thường mà chú. Bé không có được cái giải gì ngoài cái giải giải nhất tiếng hát truyền hình nữa chú. Vậy mà cũng vừa nè. Thực ra suốt cuộc đời chỉ có một cái giải duy nhất thôi. Một cái giải đó là với lại hoa hậu. Hoa hậu ba L. Ba L là gì? Liệu lẫn lộn. Chú chạy xe nãy giờ chú có nghe cái chữ suku không? Ví dụ suku suku là hoa hậu á, đó là ngôn từ của hoa hậu. Suku là hoa hậu ba L. Không, giọng hát hay. Cảm ơn anh. Không nói thiệt mà. Cảm ơn anh. Nhưng mà đừng nghe lời cái thằng kế ngồi kế bên anh nha. Nghe lời nó bán lúa giống á. Không, nghe hay thì chứ cái giọng hát á. Cảm ơn anh. Bé đi hát mới có hơn 30 năm rồi chứ. Nè bây giờ chú thử coi hình hình ở trên mạng nè, với lại hình Shopee và đời khác nhau. phiên bản trên mạng với lại phiên bản Shopee. Ngủy. Hồi nãy nó kêu anh tài xế có buồn ngủ không, anh mấy anh ngủ đi, anh vừa lái anh vừa ngủ cho nó lành, vừa lái vừa ngủ cho nó khỏe. Ừ, cho nó khỏe. Lái mệt lấy lại sức chứ, lấy lại sức. Quỷ sư. Bố thơ, ví dụ mà thơ thu vậy, cái khúc mà thơ hát là thơ đại dữ lắm em. Đến chị đến, không hát rất là hay, chị đơn hát phải không? Mặt mày đi gớm, ai mà giống cái mặt mày. Nhưng mà thơ nó hát thơ đại. Trời ơi, cái đó của người ta. Trời ơi, mình nhái cho giọng đi gớm. Không có giống mày à. Anh, em nói anh nghe nè. Kỳ nè đi Cà Mau á, có một cái chị đó, chị rất là sân si, chỉ có tên là Cuộc Sống Sân Si. Anh cẩn thận chị đó nha. Ừ, em nói trước cho anh biết. Chị đó chỉ làm cái kênh YouTube. Ừ. Cuộc Sống Sân Si. Phải cẩn thận. Là kỳ đó có kỳ này, bữa nay không có chị nhưng mà bữa đó là có chị á. Anh em nói trước cho anh nha. Phải dùng tâm cẩn thận. Cẩn thận cái chị đó thôi, còn tất cả mọi người đều đừng okay. không cần phải cẩn thận. Đó mình nhét cái headphone vô lỗ tai mình đi chơi rồi. Cái đó chú sẽ là ai chửi mắng thì ta già đi. Nhưng mà chị đó chị này ấy lắm hả? Chị này ấy lắm. Thì bữa đó chị gặp anh gặp chị thì rồi anh hãy biết. Mà mình làm gì đâu mà chị đâu. Ừ, cái đó cái tên của người ta như vậy mà. Nói chung là mình ngồi im thôi, người ta cũng sân si. Sân si vậy. Đâu, mình đâu làm gì thì đó đi. Bởi vì mới có cái tên đó cho nên là nói anh bớt bớt lại được không? Không, cái tên của người ta vậy rồi. Cái tên thôi chứ bản chất con người thì tốt đúng không? Chưa biết, để coi anh. Thì bữa đó anh gặp chị đi anh sẽ thấy. Phải cẩn thận. Tâm thì tốt nhưng mà miệng hơi sưng si. Giống như bên Việt Nam hay tụi nó hay nói cái tâm con tốt lắm nhưng mà cái miệng con hổn. Cũng như không. ngày 13 này chú sẽ chở đi Tà Bao, nhưng mà nếu như mà mình đi ít là sẽ có em sẽ kêu anh chị hai của em chở đi, tại vì ngày xưa anh chị hai lập ra một cái việc là thống nhất là hai vợ chồng thống nhất luôn, thể ai bất kỳ dù người lạ hay người quen muốn đi Tà Bao là hai vợ chồng sẽ sẵn sàng lấy xe chở đi. Tại vì ngày trước đó, lúc mà Đức Mẹ Tà Bao chưa có xây mấy cái bục lên, chưa có dễ đi như bây giờ đó, thì khuya hai vợ chồng đến đứng ở dưới chân núi cầu nguyện với lại Đức Mẹ thôi, đứng cầu nguyện với lại Đức Mẹ. Xong rồi thì ông chồng ông đứng ông cầu nguyện, bà vợ bà đứng bà cầu nguyện. Thì khi bà vợ bà cầu nguyện, bà mở mắt ra, bà thấy Đức Mẹ thơ xoay lưng lại, Đức Mẹ xoay lưng lại. Xong bà dụi mắt bà nhìn lại cái nữa, vẫn thấy Đức Mẹ xoay một vòng xoay lưng lại. Xong bà lúc đó bà hoảng quá, thơ bà kêu chồng bà, anh thấy không, anh thấy Đức Mẹ xoay lưng kìa, Đức Mẹ xoay lưng kìa. Chồng nó,
ủa đâu có gì đâu em, có trời ơi tức quá. Xong rồi bà chấp tay là bà cầu nguyện, mới nói ở Đức Mẹ, thí dụ mà Đức Mẹ cho con thấy, cho chồng con thấy, cho chồng con tin con, thì Đức Mẹ xây một vòng cho bà cầu nữa, tổng cộng là 3 vòng mà chồng không thấy. Xong rồi qua ngày hôm sau ở khuya rồi, lúc đó khuya rồi sáng á, xong bà hoảng quá, bà mới đi vô trong nhà thờ, bà nói bà trình bày cái câu chuyện này với cha, thì cha mới nói là thực ra cái hiện tượng như con á là đã rất là nhiều người thấy rồi, và bây giờ thật sự bây giờ mình thấy Đức Mẹ muốn cho mình tin, cho mình vững cái lòng tin của mình, thì bây giờ mình có cố gắng mình đi nói, mình kể cái chuyện này thì chưa chắc người ta đã tin, thì thôi bây giờ con thấy được như vậy là cái ơn cái phước của con, thì thôi con cố gắng, con đã thấy rồi, Đức Mẹ cho con thấy thì con phải bắt buộc con phải tin và con phải sống đúng lời Đức Mẹ. Thì là từ lúc đó là hai vợ chồng phát nguyện là cứ thể ai muốn đi Đức Mẹ tà bao là hai vợ chồng chở đi luôn đó thôi. Nhưng mà bữa đó mình đi đông cho nên chắc phải nhà xe của anh. Đúng rồi. Đức Mẹ tà bao nhiều người đó. Anh chị đó có đi không? Em có rủ rồi đó mà không biết là hai vợ chồng có đi hay không. Wow, đại Đức Mẹ đẹp quá. Mát nữa. Bự ghê luôn. Dạ. Đây là sơ Vân. Dạ, con chào sơ. Đây là chị Cầm Thơ, con có nói với sơ đó. Thì hôm nay con dẫn chị Cầm Thơ với lại mọi người xuống để thăm sơ cũng như là để thăm các con ở đây. Dạ. Cái cháu đang giờ cơm đó, đã ăn sắp xong rồi đó. Sơ sợ đến không kịp rồi các em nó đi nghỉ hết đó. Dạ dạ dạ. Ở đây bao nhiêu bé vậy sơ? Ở đây mình tổng cộng là 65. 65 cháu. 65 cháu thì cái lứa cấp 1. Cái lứa từ 2 tuổi ha. Từ 2 tuổi cho tới cấp 1 á, cái lứa cấp 1 á tới 10 tuổi đó thì nó khoảng 30 ba mấy. Khoảng 30 ba mấy. Rồi tại sơ cũng không phải là có sơ Bích là cái người trách nhiệm chính ở đây. Còn sơ thì sơ bên kỳ này sơ mới làm trách nhiệm xong hình như sơ năm nay là sơ được đi học này. Dạ, đi chỗ này chỗ kia một chút là học là thêm. Cái này thì mình đang làm, mình dự định làm cái nhà cơm á, tại vì cái nhà cơm của các em nó bé mà. Gia đình nghèo quá rồi nghèo. Phần lớn là chết hết cha mẹ cũng hoặc là cha mẹ nó bị ung thư, ví dụ bé này là mẹ ung thư thì nó có một đứa chị thì hơi tâm thần đó, thì ra mẹ bệnh nhưng mà vẫn phải chăm sóc người chị đó rồi gửi hai đứa cho mày. Chị Tuyết của con á, rồi chị con gửi cho mẹ hai đứa phải không? Hai đứa con với ai nữa? Chị con tên gì? Chị gì? Chị Thiên Vân. Dạ Du. Dạ Du. Dạ Du. Bé này sao? Chị chào chào. Tâm thần nó nói không được, nó nói ư a vậy thôi, nhưng mà nó hiểu rất tốt, hiểu và vẽ ha. Con mấy tuổi đó rồi, 6 tuổi nó 8 tuổi chứ 8 tuổi phải không? Không biết nói tuổi mình. Nè các cô thăm chúng con nè. Cảm ơn cô. Nó vẽ đẹp lắm. Ôi dạ, nó bị một bên tay mà nó vẽ tay trái. Nó vẽ một cái này. Một bên tay bị tê liệt. Đấy, chị của bé nè, hai chị em gửi đây luôn. Chết rồi. Cái mùa dịch vừa rồi á. Đó rồi mẹ nó. Sao không? Đó, mẹ nó có một người chị cũng khuyết tật nữa, rồi đây đang lo cho chị ở nhà. Còn mấy bé Minh Hà, hai con bé này cũng vậy. Mới đón người dịch vừa rồi nè, hai chị em luôn nè. Chị con qua coi Minh Hà với Minh Tiến ở đây coi. Chào cô đi, chào các cô đi. Chào các cô. Giỏi không, các cô đến thăm tụi con đó. Đây nè, Thịnh là Thịnh với lại một đứa chị, một đứa em nó nữa. Em nó là đón lúc 6 tháng, còn Thịnh là đón lúc được 2 tuổi. Sao? 2 tuổi đến 6 tháng, mẹ bị bại liệt nằm một chỗ.
lớp lớp không mà còn cha cha đang đi làm rồi cái đi bị té tai lao động tai nạn lao động đó rồi nó gãy cái xương sống cái nó đâu làm gì được nữa đâu bây giờ nó cũng đi xin đầu này đi bán với số tầm 7 tầm 8 rồi hai đứa con bỏ cầu lô cũng bỏ tiền cái sơ quá sơn mới đón vô đi một lúc 6 tháng mến mình lắm. Của bên con lần đầu tiên là con đến đây nhưng mà ở trên kênh của con á con cũng có nói sơ là nói sơ sơ á là con sẽ đến Đức Mẹ Tập Hao để con rồi có người giới thiệu sơ cho con để thăm thì con chỉ nói sơ cũng không biết ai là ai hết á. Con chưa có gặp chưa biết vậy. Thì con chỉ nói trên cái kênh của con chút chút thôi nhưng mà có chị Thùy Nguyễn ở New York tặng cho bên mình là 100 đô và anh Trí cũng tặng cho bên bên mình là 100 đô và tất cả là 200 đô là quy ra tiền Việt có là cái này là giúp bên tờ bao phải không? Dạ là giúp các em ở đây tại giống như là trẻ em thiên quốc á đúng rồi. Ở đây thì mình đón tiếp hết các em một phần của cha nam cha trách nhiệm là biết mời cha đến và cha sẽ nói chuyện rõ hơn cha là cha phó giám đốc ở đây với sơ hồi sơ là sơ chạy lông nhông nãy như sơ nói đó sơ trách nhiệm xong rồi mấy năm trước sơ làm trách nhiệm từ năm 2015 cho tới 2021 thì xong rồi thì ra sơ để cho các sơ khác làm việc đó là sơ đi học một thời gian bây giờ năm nay sơ vẫn phải lo cái nhà tà bao đó thành ra cái nhà tà bao thì sẽ đi với các chị à coi như là tà bao thì 13 này con sẽ tới cái nhà tà bao còn cái tiền này là tặng cho trẻ em mồ côi ở tà bao thì tại con có nói là tà bao là có sơ đó thì sơ đó là em thì sơ tham được đưa các em về đây hết tại lúc đó mình cái nhà mình phá nát hết trơn rồi đã mình sửa lại mình sửa lại hoàn toàn luôn tại lúc mình xây là mình xây cái kiểu mà không phải xây đâu người ta làm tạm á làm bằng tôn với lại cái sườn sắt vậy thôi nó tạm bợ vậy thôi mà bây giờ nó hư nó mục rồi thành ra mình tháo ra hết đó thì là con ở trên kia dưới đây nó cũng như nhau cũng chung một khu đoàn với lại 200 đô sơ thì tiền đô 25 mấy con cũng biết lên xuống con cũng không biết nữa thì thôi con thành 26 luôn đi hamster con gửi sơ 5 triệu 2 có nghĩa là 200 đô với lại ngày 13 này con sẽ đi lên tà bao con thực tế cái căn nhà mà sơ nói rồi nếu mà có mạnh thường quân nào muốn giúp cho các sơ để hoàn thành cái nhà của cái tà bao thì mọi người sẽ có thể có giúp để giúp đỡ cho sơ và nếu mà ai mà muốn trực tiếp liên hệ với sơ để giúp thì gọi cho sơ số mấy sơ có thể đọc con số điện thoại của sơ là 0388830918 là 0388830918 dạ nó cũng dễ nhớ thì sơ là Võ Thị Hoàng Vân ha dạ cái số tài khoản tôi có gửi cho dạ bây giờ để em đọc lại số của sơ một lần nữa nha 0388830918 tại sao đọc theo kiểu cho dễ nhớ dạ để đọc cho các bạn để dễ ghim lên để số điện thoại của sơ đó thì nếu như mà các anh chị mạnh thường quân nào mà muốn giúp đỡ trực tiếp á thì sẽ có thể liên hệ với sơ qua số điện thoại của sơ và sơ sẽ cho các anh chị số tài khoản của sơ để các anh chị chung tay với sơ để xây dựng nhà chùa. Tại vì cái nơi đó thì mình đã nói chuyện với đức cha ở đó đức cha Hùng á thì trong cái công việc công đồ thì mình sẽ đón nhận sau này là mình sẽ nuôi các em tiếp tục mình nhận và mình nuôi các em một người dân tộc các em mồ côi nhưng mà người dân tộc tại cái khu quanh cái khu chỗ Đức Mẹ Tà Bao đó là người dân tộc không à mà rất là khổ họ nghèo khổ với lại họ chân chất quá đó thành ra họ thiệt thòi lắm họ đi làm việc thì bị người này người kia ăn gian rồi lấn lướt thành ra sơ nói sơ thấy thương đó sơ nói sơ nhận với đức cha là con tại trước đây sơ đã làm chuyện đó rồi từ năm cái nhà tà bao mình có từ năm 2007
2007 rồi 2008 2010 đó là sơ nhận nuôi các em cho tới năm 2013 rồi sau đó sơ mới về đây cho làm việc. Đó là giao lại cho một sơ khác cũng tiếp tục. Rồi gửi các em trong lúc sửa nè thì gửi các em về đây. Có một số em dân tộc ở đây á. Dạ hồi nãy em có mà thấy. Mừng là có một số các em nó cũng đi tu. Nó thấy cháu sơ làm việc vậy đó. Dạ. Rồi nó tiếp tục về nó hai đứa là đang ở nhà tập. À. Là nữ hay nam sao? Nữ. Dạ. Rồi nam thì là có một em đó. Nó cũng học được, mình lo cho nó được học tới nơi tới chốn đó, thay vì gia đình nó nghèo quá mà nó ham học mà nó không có điều kiện đó, thì giờ một đứa cũng làm trong cái ngành tài chính ngân hàng ở cái Buôn Mê Thuột á, là gần chỗ cái làng của nó trên đó đó, thì sao mừng được đứa nào hay đứa nấy, nói chung là được đứa nào hay đứa nấy. Có những đứa học không nổi thì mình nói ra nó học nghề đó, thì có một em khuyên á, tên là Bùi Phiên đó, thì nó học không nổi rồi nên nó học nghề, sau đó thì bây giờ nó trở lại nó giúp, nó giống như nó trả ơn qua nó bây giờ con trước khi đi làm bên ngoài thì con ở đây một năm để con trả ơn cho cộng đoàn ở đây để lo cho các em nè, nó làm bảo vệ với nó chở xe đó, lái xe đưa các em đi học á. Yeah. Vậy là ngày 13 này đi ra Tà Bao là có sơ đi chung với tụi con. Yeah. Không, sơ sẽ đi chung với xe mình. Có thể cùng để sơ coi coi, tại vì thứ hai thứ ba là sơ cũng hơi bận dạy học với tiếp xúc sơ đồng hành với một số em. Rồi sơ sẽ coi 13 rồi ngày nó 12 hôm rồi cái chương trình đưa ra thì sơ tập được liền. Tại vì mùng 2 đó rồi cái thay đổi cái ban đầu sơ phải thay đổi chương trình. Ngày 13 là thứ tư mà mình cứ nói tới nó lưu hoài thì các em nó đúng rồi. Thứ tư đó sơ. Thứ tư thì nếu mà ngày thứ ba đó sơ sắp xếp được thì sơ đi, cũng nếu không thì sơ 12 sơ để đi thẳng ra. Dạ. Tối 12 sơ để đi thẳng. Dạ. Sơ nó ở An Sương nó đón. Dạ sơ. Dạ sơ để đi thẳng luôn ra tối 12. Sorry sơ nha, tại vì rồi sáng 13 thì sơ sẽ tiếp đoàn có mặt ngoại. Dạ. Cảm ơn sơ. Miễn có sơ là để vậy. Cái gì sơ về chung với con luôn. Đúng rồi, về chung thì sơ về chung được, nhưng mà chuyến ra thì công việc nó ổn định rồi mới đi được. Dạ ok sơ. Nếu vậy đó. Cảm ơn sơ. Cảm ơn sơ. Hẹn gặp lại sơ. Dạ. 13 chắc là các anh chị thật nhiều nha, thật sự sơ rất là sơ nói chú văn phòng á, vậy sơ đang lo lắng dữ lắm cho cái nhà Tà Bao, cái sao tự nhiên anh Trung gọi rồi nói có cái ý hướng sơ, chưa sắp xếp, sơ không tin là sơ không tin, không biết, thật sự không tin nổi luôn á, tại vì mình không biết ở ai mà mình gõ cửa, bây giờ cứ nhắn mọi người mấy khách hành hương trước đây và qua cư trú nhà mình đó. Thì mình nói thôi mỗi người đóng góp viên gạch cái bao xi măng rồi đặng cho sơ hoàn thành cái nhà cho sớm rồi đặng có chỗ mà sơ có biết là cái số tiền mà sơ cần hiện tại để hoàn thành cái nhà đó là bao nhiêu tiền không sơ? Trời ơi, nó nhiều, nó hơi nhiều. Nhiều là bao nhiêu hả sơ ha? Thì tính phóng phóng theo cái bản vẽ mà của họ giúp mình đó. Dạ. Thì nó chắc nó khoảng năm tỷ là nhiêu ta? 5 tỷ, 200 ngàn, 200 ngàn, 200 ngàn, 200 ngàn đô, 200 ngàn đô, gần 250. Nó khoảng đó, nó khoảng cái thô đó là nó khoảng đó, người ta nói khoảng đó. Thì giờ là một người không được cho mà nhiều người góp lại được nhiều hay nhiều 1 mét vuông 2 mét vuông thì đó mình chỉ xin mỗi người 1-2 mét vuông giúp chịu cho cái công việc đó. Việc mình đón tiếp vừa đón các cháu vừa cái nơi đó đón các thành hư, cái mốt các anh chị về cứ ở đó như nhà mình. Dạ. Dạ. Cái gì gặp sơ Tà Bao ha chị. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Anh chị rất nhiều nha. Dạ. Nghe bài chương trình hát hải ngoại cam thơ. Tại vì sao nghe cái sơ khó có ủa sao cái tên cũng quen, tại sao cũng có nghe bài hát của chị trên trên mạng. Chắc thắng ca hát nhiều. Chắc chú cũng sắp xếp làm sao để cho tự nhiên có một người fan của con gọi khi hiểu. Mà nghe cái sơ sao cái tên định nghe quen quá vậy, mới nói là ca sĩ hải ngoại sơ nó à đúng rồi vậy đó, con ca sĩ Việt Nam sơ. Rồi con cũng hy vọng là sơ có giữ sức khỏe để làm việc cho chú á. Dạ. Dạ, với lại sơ được càng đầy hàm ơn của chú rất là nhiều. Với lại đồ ngày hôm qua là để đó hết rồi sơ. À, ngày hôm qua con có chuyển sơ 500 đô để sơ mua. Sơ có ghi cái quá đơn rồi nè. Dạ thôi được rồi, thôi được rồi sơ.
Cảm ơn sơ. Cảm ơn nhiều lắm nha. Chào sơ. Cái này bị gì á sơ? Cầm điếc luôn. Đây là 20 mấy 30 tuổi rồi đó. Nó ở đây lâu dữ lắm rồi, nó ở đây từ hồi cái nhà này đầu tiên. Cái nhà này từ hồi còn nghèo sơ nghèo sát. Ba bốn lần, nói chung là ba bốn hội. Họ cho mình cái lâm đó, cái sơ đồ, cũng là những người thiện nguyện ở Pháp á, là giúp cho ở đây xây được cái chỗ này nè, quá trời là tốt ha. Trên đời này quá nhiều người tốt luôn, tốt quá trời. Gì vậy anh Trung? Cái này là cái gì vậy anh? Miếng hả? Miếng cuốn hay gì đó. Cuốn gạo gì đó. Ngủ hết trơn rồi mấy bạn, ngủ hết trơn. Giao đồ. Đồ của mình giao lần lượt lần lượt. Đồ của mình á, sợ của mình luôn. Cô cho cái gì nữa hả? Cái gì vậy rồi? Đủ cho cô. Nói ở đây là 60 mấy em. Dạ. 65 em là nó ở với mình á. Còn buổi trưa đó, bữa nay thứ bảy thì giá cháu có vô. Bình thường mình đón thêm một nhóm trẻ, kêu bằng nhóm trẻ ở ngoài nó gửi vô, mà tối họ gửi về là nhóm trẻ của gia đình, những gia đình mà họ buôn bán, họ nghèo xung quanh đây nè, thì họ đem đưa lại cho đi học. Dạ. À, đi học. Mình cho cô giáo, mình thuê cô giáo về. Đặng mình vừa dạy các em nhà mình, vừa mình đón cái nhóm đó dạy miễn phí cho tụi nó. Chứ thôi cha mẹ không có tiền gửi con đi học thì bỏ con nó mù chữ tội nghiệp. Yeah. Nó thành ra mình đón cái lứa bé bé đó thì yeah, nó khoảng mười mấy đứa. Yeah. Sáu ba ngày á, trong tuần á. Dạ thôi chị con cảm đi ơn về. Cảm ơn các chị nhiều lắm. Dạ không có chi sao. Rồi ok, hẹn gặp sơ. Ngày 13 sơ tà bao ha. Dạ. Dạ. Sáng 13 nhựa đồng mình đi sớm không? Dạ đi sớm. Dạ, sớm. Đi sớm dạ. Hả? Dạ. Vậy chắc 12 sơ đi. Trưa 12 dạ. Dạ. Dạ con đi nha sơ. Dạ bye sơ. Thật sự là một cái sự quan phòng của Chúa đó. Dạ. Tự nhiên cái đó. Duyên á sao con cũng không biết. Dạ. Chú muốn cái gì tiếp theo nữa nhưng mà thôi, trong cái mối tương quan sơ mình thật sự cảm thấy được là Chúa gửi đến đó. Dạ con đi sơ vậy, con hy vọng là sẽ thành công trong cái lúc này của sơ muốn. Dạ. Cảm ơn chị nhiều lắm nha. Rồi mấy đứa nó xuống rồi, bốn đứa nó xuống xe rồi, nó tự đi về rồi. Bà Tám với thằng Trung đi, thằng Trung nó dắt Tám đi phải không? Dạ, phải. Relax, gội đầu, massage mặt này kia kia nọ. Chủ chỉ đi đâu là đi đó đó. Bây giờ đi lên rừng chị Khanh, phục kích chị Khanh. Trung nó dắt Tám đi lên chỗ này, gội đầu, massage. Sư ba. Ê, mà sao cô? Trời ơi. Cười giống thơ á, mỗi lần á thơ mẹ em coi clip mà thơ cười là em cười vậy đó. Con quỷ á, không biết cái gì đâu hết rồi, về nhà hết rồi. Mày thấy tao dọn dẹp nhà không? Đâu tao cứ hay thì dọn á, chưa về nữa. Chưa về luôn á. Ủa sao cái chiếc dép này chiếc bự chiếc nhỏ vậy? Tao mang cái đó. Chiếc này rộng mà chiếc này chật. Nó mấy đâu vậy? Nó ráng chịu đi. À nó cần. Nó đi lấy máy dễ làm chị luôn nè. Vậy hả? Trời chó dễ thương quá à. Không thì thôi, tại thơ đang đợi Nguyên rồi. Bây giờ khi đi dạy lại đi thơ. Ừ thôi em làm mấy. Nó trốn mình kìa. Trốn bây giờ tính tiền cho chị. Hôm nay chị Khanh đi gì đó, đi rì lá. Đi rì lá, đúng rồi. Chị Thơ trong phòng này. Đưa cái ba lô đây. Ủa mày cần hả? Bye bye Thơ Thơ. Rồi chú ai chở mày về? Em đi bộ về. Xạo. Bye bye chị Khanh. Chị có xe anh đóng bay về Nguyên. Dạ được anh.
bye bye Heidi. Em xuống dưới em lấy cái bye bye. Chị làm căn. Đây các bạn ơi, đồ ăn ở trên bàn nè. Wow, trời, qua đất, hồi nãy tắm về tao ăn một cục khoai mì với một trái mãng cầu này nè. Bây giờ cái bụng nó đầy quá, bây giờ không biết sao nữa. Cái Tiết Nhi nó cho tắm ăn gà ua đầy. Nó đưa nó này ăn cái này cho nó đỡ đầy bụng nè. Nè, nguyên một dĩa bưởi cắt ra sẵn luôn nè, chưa ăn được nè. Đồ ăn gì đó, toàn là đồ ăn sang. Quá ăn sang. Thôi ăn củ khoai mì nè. Chú sữa sáng ăn rồi. Để ra chỉnh dành cho chị Khanh. Cái này chưa mềm, cái này mềm rồi. Chuối, bắp. Nãy tao ăn một trái rồi luôn nè, ngon lắm các bạn. Đúng chưa? Ngon lắm. Ăn nguyên một cái hết luôn á. Cái bữa tao bá mà mình tao ăn luôn á. Qua đây coi. Mấy này qua đây ăn. Qua đây ngồi ăn kể chuyện cho các bạn nghe. Rồi. Thằng Eric nó đi về rồi. Nó đi về nó ngủ rồi các bạn. Ăn cái này nó có hết đầy bụng không vậy? Có, nó tốt cho tiêu hóa. Mà nó đang đầy, ăn cái này sao? Không sao, nó ít tiêu nhanh. Sao mà nó có cái cục cục gì trong này vậy? Nhà aloe vera hả? Aloe vera. Thì Khanh thì đi làm nail rồi. Thì Khanh đi facial này kia. Vừa xong là 8 tới đúng không? 8 tới thằng chị Khanh về. 8 ở đó làm từ 2 giờ cho đến 5 giờ 20. Ủa cái cô đó cũng làm cái gì mà lâu ghê luôn á. Cũng làm cô đủ thứ trên đời luôn. Mà 3 tiếng mấy đồng hồ. Mà một chút nữa để hỏi thằng Eric coi nó trả nhiều tiền. Tại vì cổ không có nói giá. Tại vì cổ nói là không có nhiều hết á. Mà Eric nó trả tiền rồi. Cái cô hỏi nhiều, cái cô không có nói. Cô nói là Eric không nói là đừng nói giá. Mà biết cô làm gì không? Cô facial cho cô xong đúng không? Rồi cô massage tay, massage chân, rồi cô massage lưng, phải massage massage dưới vai, dưới lưng, dưới cái đó xương sống nè. Rồi xong rồi cái cổ facial cũng nói ha, xong rồi cái cổ gội đầu, cổ gội đầu xong rồi cái cổ massage mắt gì nè, có cái máy á, cái có cái nước gì đổ lên cái mũi nè, không có quen á là nhột lắm, nhưng mà mới đầu cô cũng nhột, xong hồi cái lát từ quen nó ok. Cái bắt đầu rửa lỗ tai, ông nội ơi, đó giờ tôi mới thấy luôn á, cái dịch vụ này luôn á. Cái dịch vụ mắt á là ngày hôm qua đi tới cái chỗ mà ráy tai á là người ta ấy mắt á, giống như kiểu ráy lỗ ghèn á, nhưng mà cái bẩn gì ta, rửa mắt, đánh mắt cho nó đỡ giống như nó đã ngứa thì cái đó khác. Còn cô này là cô rửa mắt giống như là cô lấy cái gì đó mà cô mà tám không có thấy, tám nhắm mắt cũng là cô bỏ nước vô mà cô nói là nước đó là nước muối pha loãng cho tốt con mắt. Thì làm xong một mắt thì mở ra thấy mắt này nhẹ, mắt chưa làm thì hơi nặng, đúng rồi. Xong bắt đầu qua cái lỗ tai nha, nguyên hoành à, đổ cái nước vô đủ lỗ tai nè, là mình thấy nước vô lỗ tai là mình đã khó chịu nha. Cái xong cái cổ lấy cái rung rung đó, ui cái nhột quá không. Cái cổ từ chị quen, cái cổ làm tiếp nhột quá, xong lát cái ra đi qua nước nó đổ ra. Cái xong cổ nói thôi bây giờ chị chưa quen thì em làm không trước, khoan đổ nước làm không trước, xong từ từ rồi đổ nước sau. Nó làm không đi,
chứ làm không không đã lắm. Xong rồi cái ok quen rồi ha, bắt đầu đổ nước vô, đổ nước vô rồi quen rồi xong cái nước trong đó thì nó đã hơn là không có nước. Chứ bắt đầu quen tay này nha, bắt đầu qua tay này mà hay lắm nha. Lúc mà mình quen rồi á thì lúc mà nghiêng như nè, cái cổ đổ nước vô, cái cổ làm gì đó, xong lát nó nghiêng đầu ra, nghiêng qua lại, cái nước nó từ cái lỗ tai nó chảy ra, nó nóng hổi à, nó nóng ấm luôn á, đó. Thì làm ba lần như vậy, xong bắt đầu qua lỗ tai này cũng quen rồi, nó qua lỗ tai này là cô hết la, cái cô nằm phê. Ngộ lắm đó, thì chưa bao giờ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cái dịch vụ lạ vậy đó. Cái xong nó ok, cái này cũng được á, bữa nào ghé làm tiếp. Cái tiệm nó ngay quận 4 á, xong ha, xong buổi đầu xong ha. Ủa cào, làm này kia rồi, nó cũng là đủ thứ dịch vụ lắm. Xong buổi đầu xong bắt đầu xoáy tóc, bắt đầu cổ sấy tóc cho cô sấy tóc, xong rồi kẹp tóc cho nó phồng ra nè, để cho nó nhiều nữa nè đó. Nhưng mà có một cái là kẹp cái tóc này, cái tóc của cô nó bị khô quá nè, nó bị sơ. Bình thường tắm không có kẹp, thường thường là sấy không à. Thì đó là như vậy. Xong rồi đi Honda về, kêu thợ trở về nữa, về tới đây tóc bay từ lưa trơn, đi xe Honda nó bay tá lả tóc luôn đó. Thì nói chung là không biết giá, nhưng mà để gặp Eric hỏi coi là cổ làm 3 tiếng mấy đồng hồ mà biết bao nhiêu cái dịch vụ như vậy thì cổ lấy nhiêu tiền. Xong lúc mà Tám hỏi thì cổ không nói, chứ xong Tám mới nói là em làm như vậy là quá lâu, em làm vậy sao em có ăn, em làm em phải làm đúng, lấy tiền phải đúng cái thời gian mà mình bỏ ra cho một người khách. Chứ ví dụ một ngày em làm bao nhiêu tiếng, cho là 10 tiếng đi, em làm một mình chỉ hết 3 tiếng mấy rồi một ngày em được bao nhiêu khách. Cái xong cái cổ nói dạ không sao đâu chị, nói đâu có được, trời em phải tính toán đàng hoàng chứ, em làm vậy lấy gì em ăn. Cổ nói không, nói chung em cũng đủ. Nói chung em cũng đủ. Nhưng mà Tám không thể là Tám tưởng tượng được là nếu mà cổ làm một người khách mà lâu như vậy làm sao cổ có ăn, đúng không con? Thì chắc là tính phí cao á cô, đó là người ta cũng tính vô hết rồi. Không, cô nghĩ là không có mắc đâu, để hỏi chung coi là bao nhiêu mà làm mà kỹ như vậy. Tại vì nhiều lúc cái tánh người ta làm á, người ta có tâm á. Chắc tại anh Trung dặn cổ giấu á, chứ giá con người không thấp đâu. Ừ hả? Để thử hỏi anh Trung, bắt nó phải nói thiệt coi thử bao nhiêu. Cô làm cái gì mà cái mặt cô nhiều vàng vàng trên đó nữa? Nha, cái này là mặt nạ mà vàng á, đắp vô rồi nó thể thẩm thấu ở trong cái da của mình. Nghe là vàng chứ không phải là kim sọc lụ, không phải kim tuyến, nhưng mà nó ánh lên giác vàng. Cái gì vàng vàng, mặt nạ vàng vậy đó. Xong rồi nó sẽ ăn thấm vô da đó. Rồi rửa mặt một vài lần là nó hết à. Của nó vậy á. Của nó tối nay là chị về chị đi ăn, là cái mặt chị nổi nhất trong đám luôn á, tại mặt nó lắm chị. Lắm. Để tính hỏi giá coi. Mà cô nghĩ không có mắc. Tại vì một ngày thì chắc làm tầm được 2 người à. Nếu mà vậy, nhưng mà cổ nói là cái tiệm cổ mở ra được 4 năm. Hết mấy năm Covid rồi. Thấy cũng tội nghiệp ghê, làm ăn buôn bán ai cũng vậy á, ai cũng muốn mình làm được đúng không? Chứ trời mở ra. Biết xong cô lên trên đó cô làm á, cũng như cô nhớ cái spa của cô cũng giống cái spa của nhà bà Tám hồi xưa, cũng ba cái giường vậy đó, có cái màn che vậy đó. Che mỗi giường che lại rồi đó, tự mình nằm làm cái mình nhớ cái spa của mình, cũng đi lên lầu vậy đó. Đi lên lầu mà tại vì không gian cũng trong hẻm á, cổ làm là cổ làm trong hẻm, mà trong những chung quanh nó nhiều tiệm nha, cạnh tranh cũng đủ á, nhiều tiệm lắm.
Cho nên nhiều lúc cổ có cái đó là một cái giống như là một cái để mà giữ khách á, giống như lấy công làm lời á. Nhưng mà ý là ồ đúng rồi, nhưng mà giống như là cổ có cái những cái chiêu, giống như vậy, cái chiêu kêu bằng cái gì ta, kỹ thuật kêu bằng kêu bằng cái dịch vụ mà lạ lùng đó đó. Cái dịch vụ đó đâu có ai có, nếu mà người ta mà chịu cái đó rồi á là không có chỗ nào có phải kiếm tới cái bé này làm. Giống như giờ cô đi chỗ nào cô cũng đâu có cái vụ mà rửa lỗ tai và rửa mắt kiểu đó đâu. Cho nên là nếu mà cô về là cô sẽ kiếm cổ. Vậy là cổ đó có thêm một khách hàng quen thuộc. Đúng rồi, thấy tội lắm, làm nhiệt tình, làm không có giống như kiểu dối, làm kiểu mà rất kỹ càng. Mà không biết là khách nào cổ cũng làm kiểu đó là chắc cổ không biết sao cổ ăn nữa. Nhưng mà dĩ nhiên là cổ cũng phải tính theo. Nhưng mà cổ không có tính mắt đâu. Tại thấy cổ làm, tại vì cái mặt bằng nó trong hẻm đó. Trong hẻm mà cũng không sâu lắm, cũng gần ra. Mà ra ngoài đường lộ là quá trời tiệm. Tiệm massage, gội đầu, tùm lum nhiều lắm. Cho nên là làm ăn cũng phải có may mắn mới được. Nhà cổ nói chung khách này giới thiệu qua khách kia giới thiệu á, thì có khách quen, thì ví dụ như một tuần đi một khách ta quay lại người ta làm cũng được. Như là làm có tâm nữa thì người ta sẽ thích quay lại nhiều hơn. Người nào mà thích lấy tay hoặc là mắt, làm mắt xa mắt này kia đó, thử cổ đi, tới cổ thử cổ làm của cổ thử coi, nó lạ lắm. Mà không quen á là không được đâu, nhưng mà phải từ từ, mới đầu mình cũng hơi ấy ấy, nhưng mà từ từ ráng ráng để từ từ coi làm sao cái nó quen, nó đã thì cô khoái à. Vài bữa cô đi nữa, ngồi rảnh nó đi, cái cô đi refresh lại. Cổ làm cũng kỹ lắm. Xong rồi cổ nói là da cô thuộc dạng gì á, không biết không? Dạ. Đố con á. Da khô hả? Da cô á thuộc dạng gì? Da khô hả? Không phải. Có không biết. Cổ nói là da khô là, ớ quên lộn, da của cô á thuộc dạng là da đẹp. Tất nhiên rồi. Nè cổ nói, trời ơi, da của chị thuộc dạng là da đẹp á. Dạ chị không có bị gì hết đó. Tại vì mới đầu của nó chị nằm xuống đi rồi em sẽ coi. Có sao da không cô? Có giống như là sẽ coi cái da của cô cần làm cái gì á. Cái xong cô coi của nó, da chị thuộc dạng da đẹp, không có cần làm cái gì. Mấy cô cảm ơn nha. Này, ồ da chị lỗ chân lông có bự không? Cái cổ nó không có bự gì hết á. Đây điện thoại cô bà Thanh Thùy cao nè. Kiến nó bò lên nữa con. Chắc là không phải gì trái cây vớt. Một chút tối nay á là hẹn với lại mọi người đi ăn mà chưa biết ăn ở đâu. Chị Khanh á thì đang đi làm móng, lúc mà tắm lên là chị Khanh chỉ đi á, xong cô Khanh có về đây không con? Có, cô Khanh về đây nằm chút xíu xong cô Khanh đi. Nằm chút xíu đi tiếp hả? Dạ. Nghe đồn là đi làm móng đâu gần đây nè. Dưới chân chung cư á. Đi với lại dì Lan. Đi với dì Lan á để gọi cho chị Khanh. Ôi, chị Khanh về đây ngày đầu tiên đi làm đẹp quá. Chị nghe được không? Chị đâu rồi? Chị đang đi làm đẹp. Trời ơi, chị đến xạo mày dựng hai đĩa mày. Bây giờ mày giả giọng chị Khanh đó mày. Vậy mà chị không kêu chị đâu rồi chứ gì vậy? Mày đang ở đâu hả? Đang ở nhà. Mày mới về đúng không? Về nãy giờ lâu rồi. Trời ơi, sao từ nãy giờ gọi làm nó buồn quá, nó đi vòng vòng lan ra.
Trời chị đi lên, chị đi lên 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 đây chơi, về nhà chơi. Ủa nhưng mà chị làm móng tay lâu vậy? Mày đi nói gì vậy? Ai? Tối nay đi ăn đâu? À tối nay hai bé nó nằm, nó ngồi đây nè. À, mày mới về luôn đúng không? Ừ, về nãy giờ rồi. Rồi tối nay muốn ăn gì hả? Chị về đây đi tính. Chị chưa về mà chị đòi. Về đây đi. Đi xong rồi đi ăn đi cho thơm. Ừ. Ờ, đúng rồi, đi về đây, đi về đây 7 giờ rồi. Ủa mà làm công việc mình làm lâu nữa chị. Làm gì cũng lâu nữa, nguyên ngày nay. Cái gì mày cũng cười hết vậy hả? Hả con nhỏ kia? Giống chị á. Em giống chị á, mới coi YouTube của chị á. Chị về nói chuyện nha. Trời ơi là móng tay lâu ghê luôn. Hy vọng ăn này xong hết đầy bụng. Ủa Cầm Thơ, nãy Cầm Thơ làm bây giờ mới ngủ vậy hả? Mày ngủ mày ngủ đã chưa? Trời ơi, về lúc mà chở hơi đi qua spa về nắng. Về xong rồi đắp cái mặt nạ cái ngủ đã. Mày ngồi đó tao hỏi chuyện mày nè, ngồi đây. Nghiêm trọng rồi. Ừ, ngồi xuống. Ngồi xuống. Trời, đồ ăn quá trời. Tao hỏi mày nè, cái hồi nãy làm của tao là hết nhiêu tiền? 304, chị Khanh 200. Cái gì mà rẻ dữ vậy? Ờ, cái tiệm đó là tiệm của bé em á. Trời đất ơi, 340.000 á hả? Ừ. Là mười mấy đô á. Có mười mấy đô hả? Ừ. Trời ơi, mà có lộn không vậy? Có lộn, em hay làm đó. Con bé cầm ra cho em á. Nhưng mà nó làm cho tao khác của mày à. Mày phải đưa tiền thêm cho nó đó. Đắp vàng lên đúng không? No, nó còn ráy cái gì con mắt rồi cái gì ráy cái tai gì ta lao lum la đó. Ừ. Mày phải trả tiền thêm cho nó. Bé đó là người chăm gia cho em á. Ôi, nó làm tao 3 tiếng mấy đồng hồ. Mày trả nó có 350 à. Nó làm đi khăn 1 tiếng 40 phút thì khăn cứ ngủ đã. Ôi, mất có 200.000 à. Rồi tôi nói làm kiểu đó rồi sao ăn, tại vì một người khách mà làm quá trời lâu đâu có được. Rồi một ngày làm được cũng phải có 2 người khách. Bé nó ngoan thì. Ôi trời mà làm... Vậy tôi tưởng cũng không có mắt. Trời không mà có... làm xong rồi nè. Bling 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 lên luôn nè. Bling bling gì? Hồi nãy cái mặt của tôi là chiếu chiếu luôn á. Mấy cái mặt chiếu chiếu luôn mà hai đứa nhỏ nó kêu ủa cái mặt cô sao mặt kim tuyến nhiều vậy, là tại vì nó là vàng á, vàng á, vài bữa nó hết à. Đó thôi, hồi nãy chị cầm cái chị quay Sài Gòn, chị đưa Sài Gòn cho ở nhà chị coi phải không, nhưng mà mày ở trên lầu này cao quá thì tao xuống tao sợ, cái bị tao bám cái lan can nó bám nè nè, thấy không bà, thấy không, nhưng mà tôi sợ nó cúi ra rồi tao bám cái lan can. Nãy thử rồi, thế đề mai đi Vũng Tàu, ông rủ mọi người đi Vũng Tàu ngày 12 kìa. Đi. Khanh nó đi, trời ơi. Tao phải đi, mày về, mày phải cho tao đi chơi chứ. Tao thăm quê hương. Tao về tao thăm quê hương của tao. Hỏi, ủa, thế đề hỏi, ủa quê chị Vũng Tàu hả? Không, tao đi, cái nơi tao đi chơi, tao gọi là quê. Giờ là 11 hả? Ủa anh quê anh ở đâu? Quê anh Đà Nẵng. Ủa anh sinh ra lớn lên Đà Nẵng á? Không, chỗ anh đi chơi ở Đà Nẵng á, gọi là Đà Nẵng quê anh. Trời ơi,
ơi, liều mà mắc cười luôn á, liều mà con nhỏ kia hả, nó giật mình luôn á. Ở đâu? Hồi nãy trong cái chỗ nail. Làm nail á. Sao? Thì cái đó là đồ nó rớt thôi, thì đâu có gì đâu, thì nó rớt thì thôi, nhưng mà chỉ liều mà làm con kia giật mình. Cái con đó nó không có giật mình vì đồ rớt, mà nó giật mình vì chỉ liều. Với liều sao? Nói gì tầm bậy lắm, không nhớ. Dạ không nên lặp lại. Bây giờ chúng ta đi ăn và có nói với bà Lệ Thi, bà Lệ Thi bà nói là ơi cái gì vậy? Rồi thằng mãi thắng gấp quá, gấp bồ. Mày đỡ cái này nó cảnh sát cái mắt mày kìa. Kẹt xe con. Chuyện thường tình thế thôi con, Sài Gòn mà không kẹt xe thì mới là thành phố chết. Thành phố này là thành phố sống động của Sài Gòn, con hiểu không? Dạ. Mặc dù là cô đã rời xa cái nước này. Cái nước quanh cái xứ này. Nước này cũng đúng mà. Nơi chôn nhau cắt rúng của cô. Ủa chị, cái rúng chị giờ nằm đâu chị? Trời ơi, cái rúng tao không biết nằm ở đâu. Bảo đảm Vũng Tàu. Đi chơi làm rớt mà Vũng Tàu. Lạ quá mà sao tụi con không ăn phu bao sweet nè, là cái tia gì cái đó hình như là của Trung Quốc á. Nó chụp hình trà sữa cô ơi. Đó. Bánh với trà sữa đồng á. Việt Nam mình buổi tối là chỉ có quán nhậu với lại quán nước là đông nhất thôi. Nhưng mà quán nhậu bây giờ bị siết chặt hết rồi. Tại sao vậy? Tại vì công an người ta sẽ không bắt những ai thì nó đi gái thôi xe. Mà say rượu đúng không? Không? Uống rượu thôi, không cần. Nhưng mà cái luật đó là ok mà, good. Dạ. Ủng hộ. Sẽ rất nhiều người bị thất nghiệp. Thì xe rap nó đắt. Đúng. Nhưng mà người ta sẽ không có cái thói quen là người ta đi nhậu xong rồi người ta kêu. Bên Mỹ mình nó là đi uống xong là ra kêu taxi hết, kêu Uber hết, nó nói là an toàn. Ở đây cũng vậy, Trang vậy chứ. Nó nói đẻ đâu vậy Khanh? Đẻ ở Mỹ Tho. Ủa vậy hả? Hay là Cần Thơ? Tao đẻ ở Cà Mau. Tao đang kể mấy cái chỗ đó mình đã đi chơi rồi đó. Bây giờ mày hỏi tao Cà Mau ở đâu, tao biết tao chết liền luôn. Xin mời Hạ Vy với lại Bùi Tuyết Nhi ạ. Tưởng nó tao làm lỗi gì nữa. Tao đến chờ vào đây rồi, đang hơn rồi bạn nha. Hạ Vy với lại Bùi Tuyết Nhi vô chính giữa. Năm dạ. Thôi bạn. Ê, tôi cho coi clip này nè, hay đẹp. Ủa cái đó đăng lên chưa vậy? Chưa. Mới đăng. Cái đó mới đăng. Lại, nó không có giòn hả? Giòn. Em mới làm cái sót gì cho ổng không? Bữa chị Khánh, chị Kim mình ăn thử đi. Còn chứ thôi đừng ăn để bọn ban khác. Mã này là gì ăn thử đi. Cái gì vậy? Ngon. Cái gì? Phải. Đi đủ. Cái đủ xuống lên. Ủa vậy là cả thế giới biết tên của em hả? Ăn cơm. Ăn mượn nhé. Khi ta lấy cái mặt ra, ta tưởng nó biểu ta lấy cái mặt ra để quay đọc kinh. Ôi bỏ gạo vô đây ngộ quá ha. Nấu cháo. Ngon lắm á, cháo rất ngon. Nghĩa là từng nghĩ mình không biết ăn nữa. À, cái là cháo không? Cái đậu, cái hộp đó là đậu. Cái này đậu gián. Đậu đỏ được. Chứ không phải đậu gión ha. Rồi nè, chúc mừng năm mới. Vô. Một hạt bạc vô. Cái này là món gì vậy cô? Cái gì ạ? Bánh ướt. Dạ, bánh cuốn hải sản và tàu hủ tiêu. Bánh cuốn hải sản ha. Dạ. Tàu hủ tiêu cùng tôm.
cái này tàu hủ tiêu cũng to. Cảm ơn. Xin mời, xin mời. Mời chị Phan. Là nước cái gì? Hôm nay chị ăn sao? Đi ra chỗ khác. À, xin cho chị Khanh cho biết ý kiến. Nói sao hả? Xin chị Khanh cho biết ý kiến mà bữa ăn hôm nay lấy chuẩn bị. Thật sự mà nói thật sự mà nói á, tao về đây là về quê hương, tao muốn ăn nước mắm mà nó dẫn tao đi ăn cái gì đâu không à. Cái này không phải là quê hương. No. Cái này là quê hương của ông Thơ mà nó dẫn chị đi lộn rồi. Quê hương của tao là có chùm chế ngọt. Chùm khế ngọt. Cái gì vậy? Đưa bỏ chúng em cảm ơn chị Khanh. Chị Khanh chưa quen móng tay với lại đồng bọn. Móng chân nữa chị. Chân màu đỏ không? Tay màu xanh kỳ vậy sao? Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Tại vì sợ sơn màu đỏ cái mặt đồ nó choảng. Tại vì ta mặc áo màu vàng, cái tự nhiên móng tay màu đỏ thì nó kỳ quá đúng không? Cái này nó gọi là hòa hợp. Hòa hợp. Đây xanh đỏ vàng. Móng tay màu xanh là bởi vì mặc áo jean màu xanh. Không dám đâu. Không lẽ ngày nào mà áo jean màu xanh đó nguyên chiến với áo jean màu xanh hết thì nó. Tại vì á các bạn biết không, tại móng tay nó màu này nó xấu nên mình đè màu này nó tích. Nó nói vậy. Cái màu này là cái màu gọi là từ 1960 cô chưa đẻ ra đó, nó đã có màu này rồi. Màu này là màu mới 2020. Màu trend. Thì chị đẻ ra năm bao nhiêu? Chị hả? 2K2, chị Thanh 202 mà đúng không? Năm nay mới hai mấy tuổi thôi. 22 tuổi. Không ai mượn chị khai túi thiệt ra luôn, chị 202 mà. Đúng, tao sinh năm 2002 hả? Ờ, năm nay mới có nhiêu đâu. Em mẻ rồi. Khanh đang ở trên mây. Tại vì hai ngày rồi chưa có ngủ. Trời ơi là trời, phong trà. Phong trà, mà tao đọc là phong trà luôn. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.